quý vị khán giả đang đến với chương trình Chuyện Giờ Mới Kể. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ rapper Qua Quy để nghe anh chia sẻ về những dự án đang được kết hợp với tất cả các nghệ sĩ đình đám ở showbiz Việt, cũng như là những dự án cá nhân của anh quý vị nhé. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Qua Quy ngày hôm nay vì anh đã dành thời gian đến với chương trình của chúng ta. Dạ, và câu hỏi đầu tiên Thu Thảo muốn dành cho anh đó là cảm xúc hiện tại của anh như thế nào khi sản phẩm kết hợp cùng với ca sĩ Đông Nhi, cũng như là sắp tới là Ưng Hoàng Phúc đang nhận được rất là nhiều sự chờ đợi. Không biết là anh Quang Quy sẽ ủng hộ bên nào nhiều hơn, có bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn hay không? Không, thật ra thì thời điểm của hai người nghệ sĩ đến với Quang Quy là Đông Nhi và anh Ưng Hoàng Phúc đến là vào hai thời điểm khác nhau. Dạ. Đông Nhi đến với Quang Quy là khoảng thời điểm trước mùa dịch, còn anh Ưng Hoàng Phúc đến với Qua Quy là sau mùa dịch. Nhưng mà vì cái quy trình sản xuất của Đông Nhi đó đang sản xuất thì dịch tới, cho nên là ngừng, rồi sau đó là sau mùa dịch lại tiếp tục. Còn anh Ưng Hoàng Phúc thì là sau mùa dịch cho nên là làm liền. Thì hai cái khoảng thời gian Thảo cũng biết mà, người nghệ sĩ là họ luôn làm việc hết công sức, cho nên là khi vừa hết dịch là pam 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 làm, anh Ưng Hoàng Phúc cũng pam 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 làm, cho nên là ra cùng lúc. Dạ, vậy mà vô tình cả hai đang so kè nhau, chuẩn bị so kè nhau khi mà MV của Đông Nhi thì đang là top 1 rồi, và anh Ưng Hoàng Phúc cũng đang được kỳ vọng là top 1 luôn, thì anh cảm thấy như thế nào? Qua Quy cũng hy vọng và chúc cho sản phẩm mà Qua Quy làm với anh Ưng Hoàng Phúc sẽ có thể vào top trending và hơn nữa là lên top 1. Cái đó là Qua Quy mong chờ vào cái sự ủng hộ của các bạn fan hâm mộ của anh Hoàng Phúc và của Qua Quy, bởi vì các bạn đã đóng góp một cái lượng lớn thời gian để support và ủng hộ. Các bạn đi khắp các cái fanpage để các bạn chúc mừng, các bạn like và các bạn kêu gọi để ủng hộ mọi người cùng nhau xem sản phẩm kết hợp của Qua Quy và Đông Nhi, lẫn Qua Quy và anh Hoàng Phúc. Thì Quy nghĩ cái thói quen ủng hộ mà đẩy top trending đó nó không có phổ biến mấy đối với cái lượng người xem TV ở thời điểm hiện tại, bởi vì đó là một cái phong trào mà nó rất là mới đối với các bạn trẻ ở thời điểm này. Nhưng mà cái sự hỗ trợ của mọi người dành cho sản phẩm đó là điều mà bất kỳ một người nghệ sĩ nào cũng cần, bởi vì những người nghệ sĩ họ có thể tiếp tục hoạt động và họ quay trở lại có được mạnh mẽ, họ có được ủng hộ hay không, cái điều đó nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều tinh thần của một người nghệ sĩ. Thì khi mà mình quay trở lại, mình được mọi người chào đón, mình được mọi người ủng hộ thì mình sẽ có thêm rất là nhiều năng lượng để mình tiếp tục phát triển. Đó cũng là lý do tại sao khi mà Qua Quy làm việc với anh Ưng Hoàng Phúc và Qua Quy làm việc với Đông Nhi, Qua Quy luôn gọi là đưa hết cái năng lượng của mình ra. Đúng rồi, mình phải tích cực và mình phải mạnh mẽ và mình yêu thương mọi người rất là nhiều, mình cũng cố gắng làm điều này rất là nhiều. Thì điều đó rất là quan trọng. Dạ, thì Thảo cũng theo dõi rất là sát sao những cái hoạt động gần đây của anh Qua Quy, và Thảo thấy là có rất là nhiều người so sánh cái việc là cái tên Qua Quy gần đây gần như là một trong những cái tên bảo chứng cho các sản phẩm âm nhạc, và các nghệ sĩ đều rất là muốn kết hợp với anh. Thì anh có suy nghĩ gì về cái ý kiến này không ạ? Thật sự thì Qua Quy nghĩ có lẽ là người ta nói là cái phong cách làm việc rất là quan trọng. Có một điểm khi mà Qua Quy tham gia vào nghệ thuật, ngành nghệ thuật và gọi là showbiz tại Việt Nam, Qua Quy đã thấy nhiều trường hợp khi mà các bạn đến làm việc tại một cái hiện trường, các bạn luôn có một cái giờ giấc hẳn hòi. Mình nói giờ giấc hẳn hòi ở đây là sao? Khi mà một người nghệ sĩ tới thì tới giờ này và tới giờ này, hết giờ các bạn sẽ đi về. Có một lần có một bạn nghệ sĩ là một cái người nổi tiếng ở bên Dubai hay gì đó, bạn đó nổi tiếng nhờ vào cái sự đẹp trai của bạn khi bạn đó tham gia vào Việt Nam. Thì trên cái công việc của bạn là tới giờ này và về vào giờ này, nếu như mà có cái gì đó trục trặc thì bạn sẽ bỏ đi. Nhưng mà khi mà làm việc với Qua Quy, Qua Quy đã từng làm việc ở đằng sau cái camera, cho nên Qua Quy cũng hiểu được phần nào cái nỗi khổ của phía nhà sản xuất và những người quay ở đằng sau camera, là cái ekip sản xuất đó. Thì mình luôn làm việc với một cái phong cách là mình sẽ hỗ trợ mọi người. Ví dụ như khi mà mình làm một cái dự án nào đó thì
cái giờ giấc nó không quan trọng, mà là quan trọng là cái công việc đó nó có hoàn thành tốt hay không. Nếu như mà có một cái rắc rối mà mình bắt buộc phải gọi là đúng giờ hay gì đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện là thường cái gì đó gấp cũng không tốt. Ví dụ như mọi người quay mình gấp thì bản thân mình nhiều khi không đủ ánh sáng hay là không đủ gì đó, nó cũng xấu về cái hình ảnh của mình. Và mình sẽ hỗ trợ mọi người làm sao để có một cái thành phẩm, một cái sản phẩm tốt nhất có thể. Thì rõ ràng là khi mà nghe anh Huy chia sẻ thì Thảo mới biết là lý do vì sao ở những cái cuộc họp báo hoặc là những cái buổi ra mắt sản phẩm thì các nghệ sĩ kết hợp với anh Huy lại dành rất là nhiều những cái lời khen và tình cảm cho anh như vậy. Bởi vì chúng ta không chỉ làm tốt cái công việc chuyên môn mà chúng ta còn có cái sự thông cảm, thấu hiểu cho ekip của các nghệ sĩ nữa, đúng không ạ? Thật sự thì trong quá trình Huy làm việc với ekip của Đồng Nhi và ekip của anh Lương Hoàng Phúc, Huy cũng thấy là mọi người làm việc, không những Đông Nhi, Ương Ngọc Phúc mà cả ekip của chị Mỹ Tâm cũng vậy luôn. Mọi người làm việc một cách rất là chi tiết. Ví dụ như anh ông Cao Thắng thì mọi người cũng biết anh ông Cao Thắng là một nghệ sĩ lớn. Và anh ông Cao Thắng ở đằng sau hậu trường chăm sóc, ngoài chuyện chăm sóc cho vợ của mình, anh ông Cao Thắng còn chăm sóc cho những khách mời tới hiện trường, hỏi mọi người ăn uống chưa, chăm sóc mọi người như thế nào rồi, mọi người chờ có lâu không, chờ thêm xíu nữa nha, rồi làm xong cảm ơn tất cả mọi người, lo ghế, lo đồ ăn cho tất cả mọi người. Những cái việc mà nó không phải là ở vị trí của anh Đông Cao Thắng, vì khi ra hiện trường là mình đã có những người chăm sóc cho tất cả những phần đó rồi, nhưng mà anh Đông Cao Thắng chạy lo hết tất cả những cái việc đó. Và bên ekip của anh Ưng Hoàng Phúc cũng vậy, vợ anh Ưng Hoàng Phúc cũng chăm sóc, qua Huy ăn uống chưa, mọi người chờ lâu không, rồi tóc, chỉ còn chăm sóc tóc, rồi chỉ còn phụ bạn make up, rồi mọi người làm rất là nhiều thứ. Thì mình có cơ hội, mình được giao lưu và mình được học hỏi để mình biết được cái sự hết lòng vì công việc của mọi người như thế nào. Đó cũng là điều mà mình học hỏi được từ các anh chị lớn. Đến thời điểm hiện tại, Quang Huy đã là một cái tên có sức nặng ở trong lòng công chúng. Thì không biết là quan điểm nghệ thuật của anh Quang Huy từ trước đến giờ chúng ta đi theo con đường nào và nó có thay đổi chưa? Và quan điểm nghệ thuật của anh Quang Huy trước giờ có thay đổi hay không ạ? Thật sự thì Quang Huy cũng không muốn là trở thành một cái tên nặng ở trong lòng công chúng đâu. Mình nhẹ nhẹ thôi, mọi người chỉ quan tâm và yêu quý mình là mình vui rồi, chứ còn nặng quá thì mình cũng hơi sợ. Sợ mến quá cùng việc hay là làm sao anh? Thật sự mọi người ai cũng có một cái cuộc sống của riêng mình. Thì những cái công việc mà mình làm ở đây á, nó chỉ là mình đóng góp một cái phần nào ở một cái thời gian để khuây khỏa cho mọi người. Trong cái cuộc sống này, những cái điều quan trọng á, nó là cái sự đối thoại. Ví dụ như cuộc đối thoại giữa Huy và Thảo, cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và khán giả, cuộc đối thoại giữa các quốc gia với nhau, hay là cuộc đối thoại giữa người viết ra báo và người đọc báo. Với cá nhân là một người nghệ sĩ thì khi mà mình làm một cái sản phẩm, nó là phương thức để mình đối thoại với cái người nghe của mình. Thì trong cuộc sống, như Huy cũng có chia sẻ là chúng ta đang cùng nhau sống trong khoảng 100 năm này. Huy đang sống trong khoảng 100 năm của Huy, Thảo đang sống trong 100 năm của Thảo. Và các vị khán thính giả đang ngồi xem TV ở nhà, mọi người đang sống trong cái khoảng thời gian 100 năm của mọi người. Thì cùng song hành ở cái thời điểm này, chúng ta sống cùng nhau trên một cái hành tinh này, và chúng ta đối thoại, trao đổi thông tin với nhau và cùng nhau hỗ trợ nhau để làm cho cái cuộc sống này nó trở nên có ý nghĩa, và chúng ta giúp đỡ nhau để vượt qua cái 100 năm này. Thì Huy nghĩ cái điều quan trọng khi mà mình tham gia vào cái văn hóa, nghệ thuật hay là những cái điều mà mình đang làm ở thời điểm hiện tại, là mình cũng mưu cầu có một cái người bạn và mình quan tâm, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Không vì một mục đích là trở thành nặng trong lòng của một ai đó, chỉ là mình giao tiếp với nhau để cảm thấy là trong cái hành trình này chúng ta không có đơn độc. Rất là hay. Một cái quan điểm mà phải nói là không phải làm vì tiền,
không phải làm vì thật sự mình cũng có làm có làm vì tiền chứ. Nhưng mà nó có một ý nghĩa sâu xa hơn. thật sự nếu như mà Quy mà nói là mình không làm vì tiền á thì nó không có đúng, bởi vì thật sự là mọi người cũng cần kinh tế để mọi người sinh sống, và nó cũng là một trong những cái động lực để cho mọi người biết rằng cái sản phẩm của mình làm ra nó có kết quả. Và cái kết quả đó mình có thể chia sẻ với tất cả những người thân xung quanh mình. Sẽ có những phương thức, ví dụ như mình lấy tiền rồi mình chia sẻ cái thông tin với mọi người hài lòng với cái số tiền đó. Hoặc là một dạng nữa là mình có những người họ đi tới họ tấn công ta, họ lấy tiền chỉ để lại thương đau, thì cái đó là một cái dạng khác nữa. Thì mình cứ lựa có một bên thiên thần, một bên ác quỷ. Thì mình sẽ lựa là mình có thể nói là khi mà trò chuyện với anh Cô Quy thì thấy là cái nguồn năng lượng tích cực của anh rất là nhiều. Vậy thì Thẩm muốn hỏi là với một vài những cái ý kiến trái chiều cho rằng là sự kết hợp với Đông Nhi hay là Ưng Hoàng Phúc, thì sắp tới anh Ngô Quy cũng có một cái dự án vô cùng đặc biệt kết hợp cùng với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, đúng không ạ? Bởi vì bình luận thì internet mọi người sẽ có nhiều ý kiến, có cái nhìn đa chiều mọi người có thể nói về cái cảm xúc của mọi người. Tùy ý, mọi người muốn nói tùy ý cũng được, nhưng mà Quy chỉ muốn nhắc là mọi người nên nhớ cẩn thận, bởi vì có nhà nước mình có ban hành cái luật an ninh mạng đó. Cho nên là nếu như mọi người có nói gì thì mọi người cũng phải nói trong một cái điều gì khuôn khổ. Đúng rồi. Thì trong cái bài nhạc Quy làm với Đông Nhi, đó là cái sự cảm giác của Quy về cái sự kết nối giữa một thực tại và một hư ảo. Quy có làm một cái phần lời, ban đầu cái phần lời nó sẽ dẫn vô trước chỉ với những từ cố định. Sau đó có một cái phần lời thứ hai đè lên, và cái phần lời thứ hai đè lên này nó đối đáp lại với cái phần lời hỗ trợ trước đó. Mình cái bên âm nhạc mình gọi là backup vocal ha. Đối đáp với cái phần lời trước đó, và cái lời này nè kết hợp với cái lời này nó sẽ thành một cái câu hoàn chỉnh. Phần lời mà đối đáp á, nó sẽ được mix sao cho cái âm thanh nó hư ảo, còn cái phần lời này là cái phần lời thực tại. Thì đó là sự kết nối giữa cái người còn sống và cái người đã mất trong quá khứ. Đó là cái điều mà Quy muốn thể hiện trong cái lời nhạc của mình. Và còn ý nghĩa của cái lời thì Quy đã sử dụng những cái lời ở trong bài thơ Những Gì Còn Sót Lại. Đó là một tác phẩm nghệ thuật được làm trong buổi triển lãm nghệ thuật Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận mà Huawei hợp tác với nghệ sĩ Tuấn Anh Ru. Đó là khung cảnh khi mà loài người không còn nữa, khi mà trái đất nó chỉ còn lại sự sống của tự nhiên, để trả lời lại cái hình ảnh khi mà tình yêu nó không còn tồn tại nữa thì nó sẽ như thế nào. Thật sự chúng ta sinh tồn trong cái cuộc sống này, cái tình yêu nó cũng được đặt lên hàng đầu. Nó cũng là cái lý do để cho chúng ta gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau và sống cùng nhau. Khi mà không còn tình yêu nữa thì những gì còn sót lại trên trái đất sẽ là như thế nào. Thì cái lời trong đó nó nằm trong tác phẩm nghệ thuật đương đại của triển lãm Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận, được đưa vào và lồng ghép vào trong đó. Thực sự phong cách của Huawei khi làm nhạc, Huawei là cung thiên bình, nó là cái cán cân hai bên. Cho nên là cái lời nhạc của mình luôn tìm trong đó một cái sự tương phản, hoặc là cái sự cân bằng. Nó phải cân bằng hai bên, đó là phong cách làm nhạc của Huy. Huy để vào những cái lời nhạc của Huy qua tất cả các bài từ trước tới giờ, Huy luôn để cái ẩn ý ở bên trong. Huy sẽ không bao giờ giải thích cái chuyện đó ra. Rất ít khi cái người nào hỏi thì mới nói, còn không thôi thì mình cũng không giải thích. Bởi vì Quy đang tìm ở trong cái cuộc sống này một cái người mà có thể nghe và hiểu được cái ý mà mình giấu trong cái bài thơ của mình. Cái điều đó nó rất là tạo cho Quy một cái niềm hứng khởi, bởi vì rất khó để tìm trong hàng vạn người đang sinh sống có một người hiểu được cái ý muốn nói của mình.
Nhưng mà khi tìm được thì cái điều đó rất là hạnh phúc nha. Dạ, bản thân người nghe cũng hạnh phúc và bản thân người sáng tác kênh Wowie cũng sẽ hạnh phúc đúng không ạ? Phải nói là rất là may mắn khi ngày hôm nay có thể được nghe anh Wowie chia sẻ và chi tiết về những cái điều mà anh ẩn giấu trong những cái phần rap của mình. Và chắc chắn là Thảo sẽ về nghe lại để cố gắng tìm xem mình có nghe được cái điều mà anh Wowie kỳ vọng không. Thảo không cần phải cố gắng đâu. Em không cần cố gắng, dạ em hy vọng chỉ là như cần... vậy. Chỉ cần mở lòng của mình ra. Thực sự là khi đây là lý do tại sao khi mà một cái thế hệ đi trước sẽ khó tiếp nhận những cái sản phẩm của thế hệ sau. Ngay cả bản thân Huy cũng có, ba mẹ Huy cũng có. Nhưng mà khi mà mình nhận thấy cái điều này á, thì mình có thể dễ dàng tiếp nhận và kết nối với cái thế hệ trẻ hơn. Khi mà Huy chơi nhạc rap, Huy rất là khó tính với nhạc rap. Và các thế hệ trẻ sau họ làm nhạc theo một cái phong cách khác và hoàn toàn khác nữa. Có những thời điểm khi Huy tiếp cận với những cái bài rap mới á, Huy rất là khó chịu. Yeah. Đúng rồi, Huy cảm thấy ô cái này không phải rap, cái kia mới là rap. Nhưng mà mọi người đang chơi với một cái phong cách rap hoàn toàn mới. Thì sau đó Huy suy nghĩ lại, không, đây là cái điều mình phải học hỏi. Mình phải học hỏi rất là nhiều ở cái thế hệ sau, bởi vì cứ cách 10 năm, cái hình thái nó sẽ thay đổi một lần. Mình có thể học thêm để tham gia vào cái cuộc chơi đó, hoặc là mình từ chối hẳn luôn. Nhưng mà khi mà mình từ chối tất cả những cái cánh cửa đó, thì xung quanh mình nó chỉ là một cái căn phòng không có cửa thôi. Mình phải mở con tim mình ra để mình hiểu được là cái mới đang nói cái gì. Thảo cứ thử tưởng tượng coi, bây giờ là thời đại mà Internet ở khắp nơi. Ngay cả mình lên vùng sâu, vùng xa, cực Bắc, Tây Bắc hay là cực Nam. Mọi người đều sử dụng Internet và cái điện thoại để liên lạc với nhau. Nếu như vào một cái thời điểm mà Internet bắt đầu du nhập, người ta nói không, mình không tham gia vào cái Internet này. Internet này nó chỉ là một cái gây nghiện, nó không có... Thảo hiểu không? Mình từ chối hoàn toàn. Thì bây giờ là... Tại sao mình lại từ chối một cái nguồn thông tin? Mình có thể sử dụng Internet để mình truy cập thông tin nữa. Và rõ ràng chúng ta có quyền từ chối, nhưng mà chúng ta vẫn sống đó, nhưng mà chúng ta sẽ mãi mãi sống trong cái căn phòng không có cửa của mình đúng không anh? Thì cũng có thể có những cái cửa, nhưng mà thời gian khi mà mình càng lớn á, là những cái cánh cửa nó sẽ dần dần nó đóng lại. Dạ, và sau những cái phần kết hợp thì Thảo cũng được biết là trong thời gian tới anh Wowie đang ấp ủ rất là nhiều những cái dự án âm nhạc đặc biệt kết hợp cùng với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đúng không ạ? Thì Thảo thật sự sao Thảo có thông tin này hả? Dạ, em được thông tin nội bộ của anh chia sẻ một tí xíu để mà có thể khai thác, và thật sự khi mà nghe chia sẻ thì Thảo rất là hào hứng, giống như anh Wowie vừa chia sẻ là anh nói là thế hệ trước và thế hệ sau, cái mới và cái cũ rất là khó để hòa nhập và tiếp cận với nhau. Nhưng mà với cái sự kết hợp với cô Bạch Tuyết thì chắc chắn là một cái điều đặc biệt để mà chúng ta hòa hợp. Thật sự thì cô Bạch Tuyết mà Thảo nói tới là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, và cũng là cải lương chi bảo của nước Việt Nam. Huy có nhận được một cái lời mời là hợp tác với cô Bạch Tuyết. Cô Bạch Tuyết là một thế hệ mà đã từng là gọi là ngôi sao thần tượng của rất là nhiều người ở trên đất nước của mình. Và ở cái thế hệ ông bà của mình thì cô Bạch Tuyết đã từng làm mưa, làm gió, làm bão, làm bùng. Ok. Và tới cái thời điểm này, khi mà Huy nhận được cái lời mời của cô đó, đi gặp cô để nói chuyện, Huy rất là ngạc nhiên. Tại sao vậy ạ? Cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì hiện thời cái tuổi của cô á là cao, nhưng mà cái tâm trí của cô á cực kỳ trẻ, và giống như Huy nói về cái chuyện cởi mở cái tinh thần của mình ra để mình tiếp nạp cái thông tin mới đó mọi người. Là cô là cải lương chi bảo, đúng không? Nhưng mà cô vẫn học hỏi những cái dòng nghệ thuật mới, và bây giờ là cô muốn hợp tác với nhạc rap. Và cô đã xem chương trình Rap Việt mùa 1, mùa 2. Cô nói với Huy nha. Là cô đã nhờ các bạn quản lý của cô, trợ lý của cô nói là phải liên lạc với Huy. Cô muốn làm nhạc với Huy.
Sau khi cô coi qua các cái màn của team Huawei thì cô nói cô muốn làm nhạc với bạn này và phải có bạn này cho bằng được. Mình nghe đó mình cũng vinh hạnh lắm chứ. Mình đi gặp cô xong mình nói chuyện với cô xong cái cô mới nói với bạn quản lý của cô, nói là bây giờ Huawei muốn làm gì cũng được, mọi thứ cứ follow theo Huawei để Huawei làm. Cái wow. Chắc chắn là nếu mà có được cái lời đó của cô Bạch Tuyết thì chắc chắn là mình đã phải trò chuyện và chia sẻ quan điểm và cách sống của đúng, không anh? Thì Huawei có chia sẻ những cái gì mà mình trải qua với cô, và cô cũng chia sẻ những cái thông tin mà cô trải qua. Thì mọi người mới lúc đó là Huy gặp cô vào lúc khoảng 6 giờ tối. Thì mình đi ăn tối với cô để gọi là giao lưu gặp nhau, phải không? Khi giao lưu gặp nhau mình nói ô cô còn trẻ, cô cũng khen mình đẹp trai. Rồi xong á, uống xong cái mình nói ok, bây giờ Huawei chở cô đi ăn. Hai cô cháu đi ăn chay. Đi ăn chay xong mình mới đi uống nước tới tầm 1-2 giờ đêm mới về để giao lưu và trao đổi thông tin. Thì cô là một người học rộng, cô là tiến sĩ, cô học qua các trường của nổi tiếng của thế giới. Cô đi một vòng xong cô về, cô có một cái tinh thần cực kỳ, gọi là Huy phải nói là cực kỳ trẻ. Và cô cũng trải qua những cái thời điểm mà cô làm việc với bác Trịnh Công Sơn. Rồi cô đã nói một cái những cái điều mà Huawei nghe, Huawei nghĩ là trời, làm sao mà ở cái thời điểm này mà cái tinh thần, cái sức gọi là sáng tạo ở trong cô nó vẫn còn cháy, vẫn còn gọi là Huy không biết làm cách nào để nó. Nếu như mà Huy nói chuyện đó với ba mẹ của Huy là cái thời điểm gần nhất nha, thì nhiều khi là không có được cái sự đồng thuận. Nhưng mà khi mà nói với cô xác minh điểm này rồi cùng nhau đưa ra những cái điểm phân tích, làm cho mình thấy là giống như là tinh thần của cô vẫn luôn rực cháy như cái tuổi của mình, đúng cả không ạ? Cả đường chi bảo có khác. Dạ, thì nếu mà khi mà nghe về sự kết hợp đó, chắc chắn là rất là nhiều người kỳ vọng vào trong đó có Thảo. Nhưng mà Thảo cũng sẽ đặt một cái sự chờ đợi và một dấu chấm hỏi là liệu nhạc rap kết hợp cùng với cải lương thì nó có tạo nên một cái áp lực cho anh Tuân Huy trong cái việc sáng tác và hòa nhạc nơi không? Thực sự nhạc rap kết hợp với cải lương hay là nhạc pop kết hợp với cải lương nó không có mới ở Việt Nam đâu. Thì ở Việt Nam trước đây mọi người cũng đã sử dụng nhạc cải lương ở trong âm nhạc của mình. Ví dụ như hồi xưa mình có bạn Vĩnh Thiên Kim. Dạ, Tin Vọng Cổ rồi hả anh? Tin Vọng Cổ, yeah. Thì bạn cũng có sử dụng. Cái điều mà mình muốn nói tới đây và điều mà mình muốn bàn với cô đó, đó là cái sự cải lương và nhạc rap Huy đang chơi nó có một cái điểm giống nhau. Cải lương cách tân làm mới cải tiến, yeah. Ha, và cái dòng nhạc rap Huy đang chơi á nó gọi là progressive rap, đó là rap cải tiến, rap cách tân, yeah. Đó là cái điểm giống của Huawei và cô. Cái dòng rap của Huy á là làm để gọi là nâng cao cái nhận thức và giải quyết vấn đề bằng cách là cải tạo cái hướng suy nghĩ của những người nạn nhân ở trong xã hội. Ví dụ như người ta có những nhạc rap gọi là lái xe nhanh đi, đúng không? Thì cái nhạc rap của Huy sẽ kêu lái chậm thôi, có thể đằng trước nó sẽ tì. Cái kết quả sẽ dẫn tới như vậy, đúng không? Tại vì thì Huy và cô có nói chuyện với nhau, cái điều mà cải lương, tại sao các bạn trẻ nghe nhạc rap nhiều, đó là vì cái sự cách tân. Cải lương từ xưa tới giờ mọi người sẽ sử dụng cái phương thức như nhau, mọi người ít khi thay đổi bởi vì mọi người muốn giữ cái gọi là cái truyền thống mà. Thì bây giờ cái đề bài khó được đặt ra là cải lương phải làm cho nó mới ở trên hip hop, còn hip hop phải chơi được với cải lương. Đây là cái bài toán mà mình cũng đắn đo suy nghĩ lắm, tại vì nếu như mà nó mới quá đó thì mọi người sẽ nói ồ này không phải cải lương. Còn nếu như mà nó cải lương quá đó thì mọi người sẽ thấy ồ nó không có cải lương, yeah. Chữ cải lương thì là cách tân, yeah, đúng rồi. Thì Huy hy vọng là cái sản phẩm Huawei và cô Bạch Tuyết khi mà ra mắt
sẽ được sự ủng hộ của mọi người và hy vọng là mọi người có thể mở lòng, mở trái tim ra đón nhận sản phẩm của hai cô chị Áo. Dạ, mặc dù là anh Quang Quy chơi nhạc rap nhưng mà khi mà nhắc đến cải lương và rap thì đây là hai dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Thì với cái sự kết hợp lần này có gây nên áp lực cho anh Quang Quy trong quá trình sáng tác hay không? Thật sự thì cải lương từ lúc Quang Quy được sinh ra là bà ngoại của Quang Quy đã nghe và coi TV Thủy Băng nè. Dạ. Coi TV nè, Tân Cổ Giao Duyên nè, bật hoài, coi hoài luôn. Có những tập hả cả tiếng đồng hồ nằm đó coi luôn. Lúc mà hả mọi người hả cầm mặc áo mão rồi cầm những cái dụng cụ gì thương, gươm, giáo, quân lính đánh nhau. Rồi cho tới những cái vở mà Lan và Điệp, tất cả mọi thứ. Coi cả tiếng đồng hồ luôn. Thì lúc đó là cái TV cũng bị chiếm, cho nên là mình chỉ có một biện pháp là mình ngồi coi chung. Là nó ở trong đầu của mình. Trong quá trình mình lớn lên thì lâu lâu mọi người cũng cạch tân đó. Phải có cái nhiệm vụ những thế hệ trẻ sau phải bằng một cách nào đó đưa cái dòng nhạc đó quay trở lại. Dạ, với rất là nhiều những điều mà anh Qua Quy vừa chia sẻ thì Thảo có cảm giác như là anh Qua Quy đang nuôi một cái tham vọng gì đó rất lớn cho cái sự bùng nổ của mình trong thời gian sắp tới, đúng không ạ? Thật ra là sau Rap Việt mùa 2, Qua Quy có một cái suy tính là Qua Quy sẽ mình sẽ rút lui về sau, không có xuất hiện để mình tập trung vào những cái sản phẩm mà mình mong muốn. Hiện thời Qua Quy vẫn đang cố gắng làm, nhưng mà như Thảo biết đó, lời mời của các anh chị rất là hấp dẫn, không thể nào từ chối được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lịch trình công việc nó cũng rất là dày đặc. Có những chương trình và có những lời mời mà thực sự Qua Quy không thể nào tham gia được, bởi vì cái lịch mà mọi người đến với mình rất là nhiều, thì mình cũng yêu quý cái sự đến và hỗ trợ đó với mọi người, nhưng mà thời gian nó cũng có hạn. Mình chỉ cố gắng hết sức để gọi là mình thứ nhất giao lưu và kết nối với mọi người bằng hết khả năng của mình có thể. Cho nên ở thời điểm hiện tại, những cái mong ước của Owi, những cái dự định riêng, những cái sản phẩm mà chỉ có một mình theo ý của mình. Tại vì thật sự Qua Quy cũng khá là, nếu như mà mọi người coi Rap Việt mùa 1, mùa 2, mọi người sẽ thấy là cái nhân vật này nó cũng hơi điên điên, hơi dị dị, đúng không ạ? Đúng rồi. Mà để làm những cái sản phẩm mà nó mang cái tính gọi là đặc trưng Qua Quy đó, thì khi mà mình làm nó với những cái kết hợp với những người khác thì mình cũng có lo sợ là mọi người có chịu nổi cái phản ứng của dư luận, hay là phản ứng của ví dụ như là như ban đầu Thảo có đề cập đó là, là internet hay không. Cho nên là những cái sản phẩm nào mà mình quyết định thì mình sẽ ok, mình làm thì mình chịu. Dạ, chỉ khi mà mình được làm một mình thì mình mới có thể thỏa hết tất cả những cái đam mê và những cái điều dị nhất khác nhất của bản thân mình, đúng không ạ? Thật sự thì chắc chắn là khi Quy làm những cái sản phẩm của mình, Quy cũng sẽ quay trở lại với các bạn hay là các anh chị mà đã từng hợp tác với mình, để cho mọi người tham gia vào một cái gì đó hơi điên điên của Qua Quy. Nhưng mà cái đó nó sẽ là một cái sản phẩm mà tất cả những cái lời nhận xét nó sẽ rơi vào đây để cho mình chịu trách nhiệm. Thì mình vẫn đang cố gắng hoàn thành hết tất cả những cái dự án còn đang diễn ra. Mà với cái sự hợp tác với tất cả mọi người, sau khi xong thì một Qua Quy chính xác nhất sẽ xuất hiện. Và hy vọng là mọi người sẽ đón nhận. Và giống như anh Qua Quy vừa chia sẻ là chúng ta hãy chờ đợi một Qua Quy là Qua Quy nhất sẽ xuất hiện. Thôi mọi người đừng có chờ đợi, mọi người cứ bình thường thôi, mọi người đừng chờ đợi. Dạ. Khi nào bung là bung thôi, đúng không anh? Khi bung thì Qua Quy sẽ thông báo. Dạ. Thì nếu mà như vậy thì chắc chắn là
chúng ta sẽ đợi từ thứ thôi. Đầu tiên là tiếp tục ủng hộ cho MV của ca sĩ Đông Nhi cùng với anh Hoa Quy, và sắp tới là MV của anh Ưng Hoàng Phúc, và tới đây nữa lại là sự kết hợp với cô Bạch Tuyết. Còn những cái thứ sau nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ từ từ hé lộ tiếp thì nó mới hay, đúng không anh? Dạ, và chắc chắn là Thu Thảo cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ có quyền kỳ vọng sự trở lại thật là bùng nổ của anh Quang Huy trong thời gian tới. Và một lần nữa thì cảm ơn anh Quang Huy rất nhiều vì đã dành thời gian cho Thu Thảo cũng như là chương trình. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với quý vị cùng với những nghệ sĩ của Vbiz. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.